đến với các vị khán giả. Và bài hát này bây giờ cùng gửi tới toàn thể các bạn, với mình gửi rằng những giọt nước mắt của chúng ta cũng có những nỗi buồn và cũng có niềm vui, và giọt nước mắt cho đời, một bài hát được gửi tới toàn thể những người nào yêu tình yêu, có một tình yêu tốt đẹp và muốn hướng tới một gì đó tương lai. Và bây giờ mời các bạn hãy nghe bài hát này cho Duy Cường và anh Đặc Công Phi Hùng biểu diễn. Xin cảm ơn. Còn tôi hát giữa muôn trái tim
lời lúc nãy. Em nghĩ cha lên đây là chấm dứt nhá. Em nói là cha lên đây là dấu chấm phẩy thôi, chưa phải là dấu chấm. Em cứ yên tâm. Tại sao một số người sẽ về sớm nên cha lên đây cha dùng cái thời gian này. Và cảm ơn trước tiên là những anh chị em làm ở trong văn phòng chúng ta đây, những nhân viên của cha giúp ta tổ chức bữa ca nhạc hôm nay của nhân viên lễ sinh nhật của cha. Cảm ơn tất cả các con đã đến hãy đến đây tham dự cái buổi tiệc vui của chúng ta. Rồi các sĩ đến đây chúng tôi chia sẻ với nhau từ ngày cha lên thay cha Hùng thì tất cả đây là giữa nhạc ba tổ chức như thế vậy, nên cha hy vọng đây là cái sân chơi rất lành mạnh cho giới trẻ chúng ta để chúng ta có thể gì trở lại với nhau ca hát nhảy múa cái gì đấy là chúng ta chơi một cách rất lành mạnh tuổi trẻ. Nên cha cầu mong là trong tương lai năm tới chúng ta tổ chức nhiều nữa để cho các con được vui. Nên cha xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người nhân viên ở đây nhé, và chúng ta tiếp tục vui nhé. Bây giờ nhớ nhé. Phải tuân hành cái nội quy của gì? Của văn phòng của gì? Không, của cái công ty nơi mình làm nhé. Đừng để bị mất việc bởi những cái chuyện nhỏ các con. Cha nói rồi, chúng ta chết thì chết ở ngoài biển, đừng chết ở cái ao đằng sau, nghe chưa? Cho nên là mình chết thì vì tranh đấu mà chết. Chứ còn người hát té thì những cái chuyện nhỏ chuyện kia mà chết thì uổng lắm. Rồi, ta cảm ơn tất cả các con. Cảm ơn cha rất là nhiều. Và sau đây, tiếp tục chương trình. Cha nói rồi, cái này nó chỉ là dấu chấm phẩy thôi, cho nên chương trình của mình còn dài lắm.